Hello mọi người, đây là cái video quay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Thì là cái mẫu xe đạp đua giá rẻ cho chúng ta tập luyện thể thao, mọi người có thể tham khảo. Đây là chiếc xe của mình có tên là Galaxy RL04, một chiếc xe đạp gọi là xe đạp đua giá rẻ cho những người mới bắt đầu. Cái yên trời ơi, giá sport thể thao không? Rồi nè, ở phía xe yên có miếng phản quang, ở dưới cái pedal bàn đạp cũng có phản quang luôn. Hai bên luôn nha mọi người. Rồi đây là nó xài có cái bộ, chúng ta có thể thấy ở đây là ba đĩa, ở đây có 7 cái clip, quy đề là Shimano Tony TZ, còn quy đĩa là Shimano, cái tay đề cũng Shimano luôn, tay đề gạ. Thì cái xe này là tay đề gạ, còn có một số loại tay đề lắc mọi người, lắc ở bên đây nè, nó giống như cái này nhưng nó nằm ở trong, cái đó khó xài chút, mình chưa thử nữa, tại xe này sẽ giá rẻ. Nó có 4 triệu mấy à, thành ra là nó như thế. Còn này là cái thắng, thì cái này cũng là, này cũng là tao thắng luôn, này cũng thắng luôn. Hai cái này nó câu trong trên một đường dây. Xe mình cũng có gắn một cái đồng hồ để đo tốc độ, cũng như là coi thời gian, cũng như là coi quãng đường xa nhất, quãng đường gần nhất á. Nè, ở đây là cái đầu dò của cái con đồng hồ đo tốc độ. Bên trong này thì cục 500 thôi, nó chạy, nó quét qua cái đầu dò này qua, nó sẽ hiển thị lên đây về vận tốc á. Còn đây là cái một cái gạt để nếu mà bật cái này xuống, cái chỗ bật rồi bật này xuống thì lấy cái bánh xe ra. Thì xe mọi người có cần thay ruột, thay vỏ thì chúng ta gạt cái đó ra lấy nguyên bánh xe và thay rất là dễ dàng. Hơi nhón chân mọi người, đa số xe đua thì nó cái chân nó hơi nhón mọi người, nó không sát, mình có thể tăng giảm cốt yên lên xuống được. Tuy nhiên là nó hơi nhón. Mình thấy một cái số những cái xe mô tô cũng vậy, nó ngồi hơi nghiêng về trước như vậy, để chúng ta có thể kiểu như đạt tốc độ tối ưu, có thể đứt gió sát xuống đây luôn. Xe này là chuyên chạy đường trường và chạy những con đường đẹp, chứ những cái đoạn đường mà gồ ghề hay là đường đất rồi nó không phù hợp đâu. Những đoạn đường gồ ghề, đường đất thì phù hợp với loại xe MTB, mountain bike, mọi người hay gọi là xe leo núi hay là xe địa hình. Thì cái bánh của cái xe đó nó to, cái sườn nó cũng cứng, thành ra là nó chạy những cái đường gồ ghề. Tuy nhiên thì sau khi mua, tính mua cái xe này để đi làm thì cuối cùng mình thấy nó lại không hợp lý. Tại vì sao mọi người có biết không? Nó ngồi, cái dáng ngồi của nó trơm và những cái đường gồ ghề chạy không được. Thứ hai nữa là nó không có sẵn ba ga, rồi dẫn đến khi mà chúng ta muốn chở người khác hay là gồ thêm hàng á, đèo thêm hàng ở phía sau thì nó không có được. Nâng cấp lên thì cũng không chở được người đâu, tại vì cái sườn con này nó nhỏ, nó yếu lắm.